Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quy Thành. Và trong video ngày hôm nay, anh sẽ nhân bản ra một tí Bê Quy Thành, một tí ốc để vượt qua những cái thử thách siêu cao. Em sẽ nhân bản ra 10 tỷ ốc cơ. Nhưng bức tường ngắn thì chỉ cần có 1 tỷ là mình nhảy như những tỷ người của mình. Mình có thể qua được chỗ đấy rồi, cần gì 10 tỷ. À ok, các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ thì để xem là 10 tỷ ốc sẽ bao là bao nhiêu người, đông như thế nào. 10 tỷ Bê Quy Thành chắc chắn là thành một đống rất là to, một quả núi luôn các bạn ạ. Một quả núi Bê Quy Thành. Rồi. Rồi các bạn ơi, ốc ơi em bị làm sao này, ốc bị ngất trên nền đất. Ốc ơi em đang tập yoga ốc. Ơ, anh Bê Quy Thành ơi, đây không phải em, đấy là ốc pha kê đấy. À, hóa ra đấy là ốc pha kê, ốc nhân bản hả ốc? À, em biết rồi, chúng ta sẽ vượt qua những cái bức tường phía trước bằng những nhân bản của mình đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh Bê Quy Thành sẽ tạo ra nhân bản của anh Bê Quy Thành. Ui, Bê Quy Thành ơi, ủa alo. Đây, anh đây là anh, đây mới là anh Riu, còn đấy là anh pha ke, hiểu không? Ôi các bạn ơi, Bê Quy Thành béo thật, các bạn nhìn này chẳng thấy cổ đâu. Rụt cổ rồi. Đây, cổ ấy đây. Đâu? Đấy là con pha ke nó đang làm lộn ngược lên như thế. Bây giờ là anh sẽ tạo ra rất nhiều phiên bản Bê Quy Thành đây để anh có thể gọi là qua này, được chỗ này. Cái gì vậy thế? À, nhìn nè. Nhỉ. Cày đi. Rồi ok, chỗ này em nhảy đi. À ờ, bây giờ đây nhân bản đây. Đấy. Nhiều vào ốc nhân bản tiếp nữa nữa. Ok, một đống Bê Quy Thành và ốc nằm chồng chất lên nhau. Nhân bản luôn đây. Ồ sao của anh nó cứ rơi ra ngoài nhỉ? Yeah, nhảy qua được luôn ốc ơi. Yeah, đứng đây checkpoint vô. Các bạn thấy có một đống Bê Quy Thành và ốc nằm ở đây không? Rất là buồn cười luôn. Ốc ơi, ốc ơi. À, mình phải nhảy chồng lên nhau chứ đúng không? Em cứ mình đúng cứ thoải mái thế này thì đâu có phải là cao lên được đâu. Đúng rồi, mình càng làm chồng lên nhau thì mình càng cao, mình có thể nhảy nhanh lên hơn ốc ạ. Với lại các bạn biết không, nó sẽ biến mất những con nhân bản này nên là chúng ta phải nhanh lên. Đúng rồi, phải chạy nhanh. Ôi, ốc còn có một con đứng này. Hoành tráng luôn đấy chứ. Đứng ngoằn ta ngoằn luôn. Anh cũng đứng nè. Ôi một đống luôn. Một đống nhân bản luôn. Ôi giời ơi. Cao lên nữa. Gần được rồi ốc ơi, cố lên. Rời luôn xuống dưới kia. Ok. Ở kia nó cứ trôi xuống ấy. Của anh kia đứng nằm ngửa luôn này. Ê mình phải có tư thế nha, không phải là đứng một yeah, cái lên được rồi ốc ơi. Yeah, may quá. Nhưng em bảo này đó, mình phải có đứng có tư thế. Bây giờ phải bàn bạc cách làm, hiểu không? Ok. Bây giờ một đứa đứng này. Ok. Đứng này. Ok, đứng đi, chạy vào đây nằm luôn. Đấy. Nói chung càng ngày nó sẽ càng cao sao các bạn. Tụi mình sẽ phải vượt qua những thử thách này bằng cách là những nhân bản của mình. Của anh này. Ông ơi của anh xem. Đứng buồn cười như này. Đấy đứng lên đầu. Ôi, nó ngã lăn ra ngoài này mất tiêu rồi. Okay. Ok. Mình phải xếp lên giống như là cái tháp ý. Bê Quy Thành chẳng biết chơi. Tháp người luôn. Eo, anh nghĩ đến đây hơi là đáng sợ, trông mình như mấy cái thi thể ạ. Kinh quá. Đấy, nằm lăn lóc như đứa mấy đứa ngốc luôn. À. Đấy, mày xếp vào khe cho lên cao rồi. Nhưng cứ lăn ra ngoài nè. Anh chả biết trời, mình phải tạo ra một cái thế nó vững chắc ở dưới giống như là phải có một cái móng á. Anh thấy lộn cổ luôn, hết cả ngược ấy. Chồng cả ngược lên thế này. Thì thế nào đây, ai của anh có thế này. Thế nằm ướt đi ạ, ướt. Ok, lăn cả xuống rồi ốc ơi. Nhìn này, chúng ta phải có một đống những nhân bản của chúng ta. Đây, anh làm tư thế đẹp này. Ngã ngửa. Đấy, em mà còn... À, rồi, Bê Quy Thành nhìn ốc. Ốc dựa vào đầu Bê Quy Thành nhìn trông chúng ta chất thật, Bê Quy Thành ạ. Chất như hòn đất. Được chưa? Ui, vẫn cao lắm. Vẫn cao lắm các bạn ạ. Ủa, như này rồi vẫn còn cao các bạn ơi. Ồ, quá nhiều Bê Quy Thành và ốc ở đây rồi. Vẫn chưa lên được các bạn ạ. Tụi mình đang gọi là chất đống, tụi mình lên đây. Vẫn chưa lên. Ôi ôi, ốc dẫm lên đầu anh để tựa lưng vào đầu anh. Ấy ủa, quá nhiều Bê Quy Thành luôn. Chả thấy ốc đâu, thấy toàn Bê Quy Thành. Rồi, thấy toàn Bê Quy Thành đúng không các bạn? Đây rồi, gần được rồi các bạn ơi. Cố lên ốc ơi. Đây này, anh xếp chuẩn đây này, ốc chả xếp chuẩn được. Đấy, em xếp chuẩn đây còn gì. Lăn tận ra ngoài đấy thì có tác dụng gì. Ở lại lăn ra ngoài rồi. Đồ ăn hại. Đấy, ủi đẹp quá. Xếp đẹp luôn đấy chứ. Ui xời. Lên được chưa? Vẫn chưa lên được không? Đấy, đấy, em vừa đè thêm một đứa của em vào đấy. Ôi, anh lộn ra ngoài rồi. Yes! Yes, anh qua được ông ơi! Đi ông ơi, đi được rồi. Đi được rồi à? Đi.
Đấy rồi. Đúng rồi. Ô, những cái này đi xuyên qua được anh ạ. Không, nếu mà một người nào đó qua được bên này ấy, thì là sẽ dẫm bức tường đấy tàn hình, người kia sẽ đi qua được luôn. À, ok. Đấy. Ui giời, tránh ra. Ui rồi. Ông cá ngửa các bạn ơi. Wow, cái tường rất là cao luôn các bạn ạ. Ủa, các bạn xem bên Quý Thành này. Người ta gọi là đứng đấy cực kỳ chất luôn đấy chứ. Em cũng đứng phát. Ơ, sao em cứ bị ngửa ra nhỉ? Em quá cùi, làm sao mà đứng được đấy. À, ốc dám làm đè đi bên Quý Thành. Đứng lên đầu bên Quý Thành, spa một con phát. Ôi, lại rơi xuống. Rơi ngay, làm sao mà cao được như bên Quý Thành. Đấy, tụi mình có phải đứng lên spa cực nhiều luôn. Đấy, anh spa rất là đẹp. Em cũng đẹp luôn. Đây này, anh lại được một con nữa đứng đây này, thấy không? Ừ, em lại rơi một con. Anh có hai bạn đứng luôn rồi. Mình cần phải có một cái trụ vững ở đây. bạn ấy như kiểu là bị còng tay sau lưng á. Ôi trời ơi. Ôi trời, ngã lộn cổ luôn. Ôi trời. Em nghĩ là mình mà chơi chung với nhiều người thì nó sẽ nhanh hơn đó. Đúng rồi. Hai người bọn mình thì lâu lắm, hình như bức tường càng ngày nó sẽ càng cao. Ui vậy lại không mình còn... sao, tụi mình sẽ phá đảo được cái tròn này. Ui, chân anh còn bắt chéo luôn này ông nè. Em toàn trượt thoải loài xuống thôi, mình không có cái trụ ở dưới. Ồ, gần được. Phải spa nhiều đứa ở dưới. Đấy chưa. Anh gọi là trên cao, để anh xếp lên cao cho. Ui, anh xếp đống lên cao như đỉnh núi luôn kìa. Ui đấy. Đây, đỉnh núi cái gì mà đỉnh núi. Em không biết đỉnh núi cái gì. Ui dồi. Người ta gọi là các tư thế để bạn đất trên nền đất. Ủa, mọi người ra đây các bạn ạ. Đấy, gần được rồi, cố lên, cố lên. Đấy, càng ngày chúng ta sẽ tạo ra càng nhiều những cái nhân bản của chúng ta thôi thì. Đấy, ủa, anh xếp này được hẳn một chồng lên này, các bạn nhìn thấy không? Được của nó đấy. Đây, ủa ông ơi. Nhìn thấy không, nhìn thấy anh xếp hẳn một hàng thấy không? Ừ. Người ta gọi là đẳng đi, cấp đi, mình ấy. Cũng xếp tiếp như vậy luôn. Ồ, khó đấy. Để xếp rồi, được em xếp, em xếp. Ơ kìa, anh đừng nhảy lên chỗ em nữa. Anh cứ nhảy thôi, đứng đợi em xong anh thấy em ngã xuống em lên. Đừng nhảy, đấy anh cứ nhảy lên thế cho không? Em anh à? Xếp được tiếp kìa, lên một hàng luôn rồi. Ông không biết xếp các bạn ạ. Anh bảo ông ơi, bây giờ em đứng yên đấy để anh dẫm bên đầu em anh nhảy lên. Được không? Không được. Không được các bạn ạ. Ồ, gần được rồi. Chỉ cần một người nữa thôi. Đúng, đúng. Một nhân bản nữa thôi. Ui giời. Anh lên được rồi. Cứ tranh nhau em, cái nhân bản nó sắp dụng vào đấy, đúng chỗ rồi đấy. Nào, ông ấy chưa. Đấy, nhân bản của anh này, thấy không? Nhân bản của anh là chuẩn nhất, các bạn thấy không? Này này, đó, ba bên Quý Thành. Gần được rồi, ông ơi, cố lên. Tụi mình sẽ làm thành một cái cầu gọi là thẳng tưng lên luôn, một cái thang luôn. Ủa gì vậy? Ồ, rơi rồi, khó nha. Cố lên ông ơi. Ôi, toàn rơi xuống rồi. Lên. Ôi, giờ mình lại còn nhảy qua nữa chứ. Bên Quý Thành là chơi hay nhất rồi các bạn ạ. Ốc chơi chả hay cái gì. Đấy, ủa. Khó nha, thử thách cực khó. Ôi giời. Gần được rồi đấy. Úi giời, bên Quý Thành chọc đầu hết. Đây này, anh được thêm một bạn nữa đây này. Ờ, nhưng mà sao anh với em chọc đầu hết thế này. À, một dây chuyền dụng tao. Ê, đi qua đi. Yes, đi qua được luôn các bạn ạ. Các bạn thấy không, bên Quý Thành xếp nguyên một hàng này phải 10 điểm. Ơ, ốc dẫm vào nút D, ok. Ok. Đấy chưa, anh xếp luôn. Chuẩn bài luôn các bạn ạ. Cao thế. Này, càng ngày càng cao các bạn ơi. Đây, bây giờ thế mình phải xếp nó có chiến thuật. Đấy, bây giờ em tiếp tục đứng vào đây xếp. Ừ. Thế không? Em xếp ở ngoài đấy là gì không? Trời. Đấy đúng rồi, đấy. Em xếp bên mé đấy, anh xếp bên mé này. Ui, rơi ra ngoài rồi. Không sao các bạn ơi, tụi mình sẽ chơi chiến thuật. Một đống bên Quý Thành còn một đống ốc. Thấy không, anh lên, úi xồ. Tư thế như kiểu hip hop luôn. Ốc tựa vào lưng anh à. Ui giời. Đấy, tụi mình cái này mình tiết kiệm được nhân bản. Đấy, ông còn đứng luôn này. Thông minh lắm. Anh đứng đem chống cho nè. Đây, em tạo sang bên này đi. Đấy. Đấy, em chống nhỏ, đấy. Chống, đấy, anh xếp nguyên một đỉnh núi lên này. Đấy. Đấy. Ôi, sao em cứ bị trôi ra ngoài nhỉ? Em không có trình độ. Đấy à, đấy đúng rồi. Nằm như thế, nằm vắt vẻo như khỉ á. Đấy, thấy chưa? Đấy, tư thế của anh không ưỡn thật là vằn. Ôi trôi rồi các bạn ơi, tụi mình sẽ vượt qua được cái này. Yên tâm đi ông ơi, còn vài thử thách nữa thôi. Cố lên, mình sẽ thắng được. Ui giời.
Ui giời ơi. Đây các tư thế của Bê Quy Thành vỡ. Đó, cao luôn. Chơi cực hay. Ui giời. Anh chơi hay không? Anh tựa vào mồm em luôn, đè mồm em dí xuống đất. Sau đó anh ở trên, đấy, anh đứng hẳn ở tường. Ốc có dám dẫm màn anh bẹp gì, ốc trôi xuống các bạn ạ. Ốc không biết cách chơi, nhìn thấy Bê Quy Thành càng ngày càng cao nhất, xem ai cao hơn. Trôi rồi, trôi xuống rồi các bạn ơi. Đó. Đó, thấy không? Sợi, cái này chơi cực hay các bạn. Mình sẽ đứng ở đây, ui giời, tư thế còn ổ lộn rồi. Đấy, nhìn em kìa. Đấy. Trông buồn cười các bạn ơi. Trôi xuống nhảy, mình đã đứng khéo thế rồi. Đấy, Bê Quy Thành đứng hay hơn đó. Ui, nhìn em kìa. Dụng rồi. Dụng à? Em dụng rồi. Đi đây này, đâu. Này nhìn em này, đứng kìa. Anh tựa vào đấy luôn. Đúng rồi. Đấy, tụi mình sẽ có những cái khe ở giữa này, tụi mình sẽ bắt đầu tạo ra những nhân bản này các bạn thấy không? Đấy. Đấy, đẹp luôn. Đấy, tụi mình sẽ có những nhân bản đó đi lại đây từ từ. Ôi giời, đấy, nhìn này, anh cao hơn rồi. Ốc quá cùi. Này. Đẹp luôn chưa? Này, rơi rồi. Rồi. Tập thằng kia rồi. À, chỗ này chưa có tức điểm nào để ấy đâu. Mình sẽ phải... Oh, lan xuống rồi các bạn ạ. Không được. Khó. À, anh đứng dạng háo vào đầu ốc. À, các bạn thấy không? À, anh chơi cực hay. Ốc không biết chơi. Giờ bây giờ tụi mình leo lên cái đống này tụi mình cũng thấy khổ luôn các bạn ạ. Ồ, bây giờ khó nha. Con của Bê Quy Thành kia chỉ cần đỉnh cao rồi. Khó cực kìa. Đấy gọi đâu. Nó cứ mắc cái đầu. Đúng rồi, khó mà. Đấy rồi. Đây, tạo thêm chỗ đấy đi ốc. Mình sẽ làm một cái gọi là một cái cầu thang như này. Đúng rồi. Ui xồi, rơi chuẩn luôn. Sắp được rồi ốc ạ. Sắp qua được cái thử thách này rồi. Đấy, chất đống luôn rồi. Cái rồi. Ốc không biết chơi các bạn. Đây, anh chặn cho một đứa ở đấy luôn. Anh chặn xong ốc còn làm rơi luôn các bạn ạ. Ốc phá hoại thật. Nhìn này các bạn này, một đống luôn này. Yes. Ui giời. Qua rồi ốc ơi. Qua rồi à? Qua rồi, Bê Quy Thành đứng dạng háng vào đỡ ốc tư thế rất đẹp. Các bạn thấy không? 10 điểm luôn đấy. Tụi mình gọi là xếp rất là đẹp luôn các bạn, rất là thẳng hàng, không cần phải xếp chồng đống kiểu chìa ra ngoài. Ôi có nhiều thử thách lắm. Nhưng mà nhìn ốc kìa, toàn đầu chọc, em toàn xếp sai. Bây giờ tiếp tục, chúng ta phải vượt qua hết những cái thử thách này. Còn thử thách màu đỏ, màu cam, màu vàng và màu xanh thì chúng ta sẽ về đích. Cố lên. Không, tôi không muốn cố. Em xếp vào một chỗ này này thì chúng ta sẽ chồng lên nó nhanh hơn. Ồ, căng thẳng thật các bạn ạ. Đâu, ốc không tạo nhân bản à? Nhìn đây này. Đâu? Ồ, có này còn mua được tự động tạo nhân bản luôn nè. Các bạn ơi, mình mua ở... Còn bây giờ là cực nhanh các bạn ạ. Bây giờ cứ nhảy lên này thôi. Cứ nhảy lên là. Đúng rồi. Đỡ phải tính toán gì các bạn ấy, cứ nhảy lên thật cao. Nhưng mà như thế này thì chúng ta sẽ phải xếp rất là lâu và rất là nhiều. Đấy, cứ nhảy lên luôn. Nằm các tư thế nhưng mà mình cứ nhảy lên chuẩn chỗ được các bạn ạ. Đúng, hợp lý. Ôi dồi, lăn ra ngoài luôn rồi. Mới được một tí thôi các bạn, cố lên. Đấy, tư thế đẹp này. Đấy, tư thế của anh toàn tư thế đẹp thôi. Tư thế đẹp. Đấy, chân tư thế em toàn tư thế úp sụp. Tư thế của toàn tư thế của kẻ ngốc. Úi dồi, nhảy phát nằm ngửa luôn. Úi dồi, vắt chân vắt vẻo luôn các bạn ạ. Các tư thế. Ok. 10 điểm. Được chưa? Sợ. Sắp, cố lên đâu ơi, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những thử thách ở đây. Càng ngày nó càng cao sao ạ? Đúng rồi. Càng ngày càng cao đúng rồi. Đấy, ốc dựa ở Bê Quy Thành trông cực kỳ chất. Ôi giời, còn bắn cả ra đây các bạn ơi. Không sao đâu, ok. Chúng ta sẽ làm được. Ốc dám thơm mặt anh. Em thèm vào. Đây, con nhân vật của ốc nó dám thè lưỡi vào mặt anh.
Ê bây giờ có spam một phát ra 200 đứa không nhỉ? Spam một phát 200 đứa thì đỉnh quá. Từ từ đây chúng ta có thể tăng được chiều cao sao nè? Ừ đúng rồi. 10 kích thước. Ô. Ôi, mua đi. Ờ bây giờ ốc thử mua trước đi xem nào, xem nó ra cái gì. Anh phải mua cái max nè, max. Ở đây này, còn đây này sinh ra 200 đây này, thử nhá. Này nhìn em cao chưa? Bên hàng nhìn. Ờ rồi cao rồi, bây giờ anh thử 200 rồi. Wow, các bạn đến bên Quy Thành dụng ra nhiều, anh vừa mua 200 bên Quy Thành. Ôi kinh vậy. Đấy, bây giờ anh đứng ở đây, ôi, các bạn ơi, nó dụng như sung luôn nè. Bên Quy Thành dụng như sung luôn. Ôi dồi ôi, làm bên Quy Thành của ông ơi. Yes. Yes. Không, bây giờ anh phải cao như em nè. 200 bên Quy Thành luôn. 200. Đi này, dụng toàn bên Quy Thành. Ui, kia. Anh đứng chỗ này quá đẹp luôn, nó rụng xung quanh ở đây. Đấy, thấy không? Ờ, nó cứ trôi thôi, em muốn thả xuống cái con này của em, nó cao này cơ mà. Đây. Đây ông ơi. Đấy, anh sẽ cứ đứng sát ở đây, nó sẽ rơi lên đây và chúng ta có thể qua được luôn. Nhiều quá, nhiều bên Quy Thành quá ông ơi. Đấy, ui, toàn bên Quy Thành à. Đẻ hết lên ông rồi. Núi bên Quy Thành rồi, ốc chỉ là con tép diêu. Bây giờ là tăng chiều cao tối đa nào, mắc chiều cao. Anh phải mắc chiều cao xong anh rơi 200 BQ Thành mới đúng. Ờ, bây giờ anh thử mắc chiều cao nha các bạn. Đây này, 745 Robux, các bạn nhớ xem quảng cáo BQ Thành. To luôn đó. Mình bỏ cuộc đây các bạn ơi, này ai chơi. Đìa ơi. Nào nhảy lên cho tôi lên cao nào, cố lên, nữa lên. Yes, gần yeah, quá được rồi. Qua rồi, yeah. Yes. Qua bên này, dụng bên Quy Thành tiếp. Dạ, dụng tiếp sang bên này, Ủa, bao giờ mới dụng hết bé. Chết rồi các bạn ơi, bây giờ là anh còn không kiểm soát được bản thân. Anh cứ đứng ở bên này anh dụng thôi ông ơi. Dụng 200 đứa thì bao giờ. Vào đây, đi sang bên này đi. Không đi được. Ơ kìa. Mắc rồi. Mắc hả? Đây. Đây, tàng hình đi. Qua được rồi mà, qua. Ok, lên đi. Thua thắng sông lên các bạn. Đúng ơi. Đúng rồi, ôi bên kia một đống bên Quy Thành to khổng lồ luôn mà. Mình sẽ nhảy lên trước để còn hai, cả hai bên Quy Thành đang đứng ở trên kia các bạn ơi. Ủa rồi liên tục quá. Ốc. Cứu tôi sắp bị bên Quy Thành rơi trúng đầu bẹp sọ. Ôi rồi. Hết rồi ông ạ, hết chưa? Hết rồi, hết 200 bên Quy Thành rồi. Đấy, bây giờ là chỉ có bên Quy Thành to thôi. Bây giờ anh spawn đi cho nó nét. Đây mình dừng tự động nha các bạn, tạm thời mình dừng tự động. Đấy, mình này đi cho nó dễ các bạn ơi. Đấy, ok, anh sẽ giúp em qua được chỗ này. Rất là đơn giản. Nhìn mình đứng lọt, mình mấy cái mô hình của mình nó lọt ở giữa. Ốc trông như mấy con kiến ấy các bạn ơi. Bên Quy Thành à, ông đứng cái đầu anh được ấy. Ông ơi, đứng cái đầu anh đi. Yes, anh qua được ông ơi. Tưởng gì hóa ra là gì tường. Yeah. Ôi giời, tưởng gì hóa ra mấy cái này à. Ui, sắp đến lấy được cúp rồi. Cúp vô địch. Nhanh, spawn khẩn trương. Cúp vô địch. Thế nào đây, spawn cách cả km thế. Nó ngã mà biết được. Bê Quy Thành to quá các bạn ơi. To quá, mắc ấy rồi mà, mua hẳn 700 Robux mà các bạn. Ôi, tay của ốc bị làm sao kìa. Mình cũng vẫn sẽ spawn các bạn ạ, mình sẽ không phụ thuộc vào Bê Quy Thành, mình đây, sẽ giúp một chút. Bây giờ là anh sẽ ở trên này, anh gọi là nó cứ trôi ngược cái nhỉ. Ôi xời, các tư thế luôn. Yên tâm đi ốc ạ. Đứng thẳng đi, làm một con đứng thẳng phát ăn ngay à. Đấy. Trông cười quá các bạn ơi. Ôi xời, quá hay luôn các bạn. Ui, maximum thành bên Quy Thành cao gấp 3 mình các bạn ạ. Đúng rồi, ốc chỉ là con tép diêu. Anh chấp. Ôi trời ơi, mồm mình cắm vào tường các bạn. Tay chân lủng lẳng. Các bạn nhìn ốc này, ốc gặm tường. What the hell. Ốc còn đứa không bình thường. Mòn hết cả răng rồi. Thấy không, thấy anh xếp nhỉ. Ừ. Đúng kiểu thành hàng luôn các bạn ạ. Được đấy, nhìn có vẻ cái triển vọng ấy. Triển vọng cực kỳ chứ, nhìn này các bạn này. Quá 10 điểm luôn. Mình sẽ trở thành những cái gọi là liên kết đan vào giữa những khoảng cách Bê Quy Thành. Như kiểu xây nhà bằng Bê Quy Thành và ốc á. Xây tường. Ừ, xây bức tường. Đấy, sắp lấy được cúp rồi ốc ạ. Chúng ta sẽ có cúp gọi là nhân bản. Vua nhân bản. Đúng rồi. Ôi, dãy đỉnh đạch ấy ốc ơi. Con nhân bản này của anh nó dãy đỉnh đạch. Con này lộn ngược cả ra đây này. Mỗi con có một tư thế. Sắp được rồi ốc ơi. Anh nhảy lên phát là lên rồi ấy. Chưa được ốc ơi. À thế à? Gần lên được rồi.
gần 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 thôi chứ chưa lên được. Đây, thả thêm một con chỗ này nữa. Ôi nó tụt xuống dưới. À đây đây đây. Đấy, em đứng đấy em chạy chặn chặn nó được. Đấy, có một con nó cao lên và tụi mình đã lên được các bạn. Yes. Quá ơi. Yeah. Wow. Cúp trước mặt rồi bé Quý Thành ơi. Ok, anh sẽ giúp em lấy được cái cúp đấy. Yes. Chúng ta sẽ lấy được cúp vô địch những người nhân bản hay nhất thế giới. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Hay quá. Ồ, con này có anh đứng luôn này. Ui, phải nhiều con đứng ấy thì mình sẽ có rất là tốt đấy. Nhưng mà đứng thì đồng nghĩa việc những con sau nó rất dễ rơi ra ngoài các bạn. Ơ, con này ưỡn hẹo luôn. Đấy, ui dồi, anh xếp hay thật. Đấy nhà ơi. Mình sẽ đan vào những cái khe. Em đừng đan khe ở phía trong. Khe phía trong để anh. Em chỉ đan ở phía ngoài cho nó tránh rơi thôi. Đấy, khe phía trong em chặn làm anh không bị mắc cái chân vào được. Nên là nó sẽ rơi tả ra. Là anh phải mắc vào chân vào được cơ. Úi dồi. Ui dồi. Hip hop luôn mà. Tư thế hip hop giơ chân lên trời. Hận đời vô đối. Đấy, cao cao các bạn ơi. Ôi, trôi ra ngoài rồi. Úi dồi, tư thế đẹp quá các bạn ơi. Bê Quý Thành sắp lấy được cúp rồi. Lấy cố lên, cúp. Cố lên. Yên tâm đi ốc, anh sẽ lấy được cúp. Chúng ta phải lấy được cúp ốc ạ. Đó, anh xếp càng ngày càng hay luôn các bạn. Ôi rơi rồi, rơi mất một đứa rồi. Rơi một đứa à? Hai đứa rồi. Cái gì vậy bạn ơi? Anh nghĩ là không nên xếp ở chỗ đấy. Đó, xếp chỗ này ok hơn này. Ôi, nó còn đang đứng. À, đang đứng rồi. Ông ơi, xong cúp rồi. Xong có cúp rồi. Cao quá rồi. Anh Quý Thành chơi hay cực. Anh sẽ lần này anh sẽ giúp cho ốc gọi là nhảy được lên. Đây, ô, oh, trôi rồi, trôi. Ok, ok đấy. Oh, tư thế cực đẹp. Tư thế là đẳng cấp vũ trụ. Ô, oh, rơi xuống rồi các bạn ơi. À, mình phải chặn ở đây một đứa. Đấy, em chặn đứa bê đứa ốc ấy. Ồ, oh, đứa ốc trông ngốc quá. Nhưng mà nó hữu ích. Chả thấy hữu ích gì các bạn. Thấy vướng víu. Nó cài vào đấy gì? Đó, thấy không? Thấy con của anh không? Đấy. Ông ơi, anh sắp đưa em lấy được cúp rồi nha. Em sắp lên đỉnh cao danh vọng rồi. Đấy, nhờ tất nhiên rồi. Nhờ bê Quý Thành mình... à, gần được rồi các bạn. Đó. Rồi. Ui, bê Quý Thành xếp cực hay. Rồi ông ơi, có vẻ như em lên được rồi đấy. Lên được chưa? Chưa. Vẫn chưa. Chân vẫn ngắn. Đây, cái đầu anh rồi này, anh vừa làm cái đầu cao cao rồi này. Vẫn chưa hả? Đây. Vẫn chưa. Ôi, em thấp thật. Vẫn chưa. Yeah. Wow, mình lên đỉnh trên này rồi. Đây, Bê Quý Thành một đống luôn. Ốc đang đi lấy cúp các bạn ơi. Yeah. Ôi, lấy cúp phát về luôn chỗ này và chúng ta sẽ mở khóa được là 50 người đan nhau hả? Wow. Ôi cái gì đây? Ui rồi. Ốc tự dụng ra rất nhiều. Ồ. 50 người. Ô, mình nhận được 50 người xuất hiện. Đúng rồi. Ôi giời, 5 BB cứ thành đè bẹp ốc này. Ốc tự gì, ốc tự con nhan con các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay Bê Quý Thành và ốc đã vượt qua thử thách rất nhiều bức tường màu và chúng ta đã nhân bản ra rất nhiều Bê Quý Thành và ốc ở đây. Đấy, các bạn thể vào trò chơi này rủ thật nhiều bạn bè vào, càng nhiều các bạn sẽ nhân bản được càng nhanh vượt qua thử thách vào. Đây còn rất nhiều thử thách đang chờ các bạn này. Ví dụ như cái cao cao này, bây giờ mình và ốc chỉ cần ở đây xếp một đống một lúc là lên tới đây mình thắng. Thế thôi. Cũng đơn giản thôi, vì Bê Quý Thành bây giờ maximum rồi. Đúng rồi. Còn bên này là leo núi này các bạn này. Đấy, rất nhiều thử thách nhá. Còn bây giờ Bê Quý Thành và ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn bè sau. Bye bye. Uy tín luôn, nhớ like video đăng ký kênh nhá. Đúng rồi, xem quảng cáo nữa để ủng hộ Bê Quý Thành là sau tiền Bê Quý Thành sẽ mua những vật phẩm xịn sò trong game bạn xem luôn.